Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin VFF News ngày 28 tháng 12. Bản tin của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất của bóng đá nước nhà trong 24 giờ qua. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ đến thành tích vô cùng ấn tượng và đáng tự hào của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2018 với thành tích toàn thắng, ghi được 27 bàn và chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất. Với việc góp mặt tại giải đấu châu lục chính là cơ hội để chúng ta nghĩ về giấc mơ World Cup. Và chỉ còn tròn 100 ngày nữa thôi thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình của mình tại vòng chung kết Asian Cup 2018. Tuyển U23 Việt Nam đang rất tích cực tập luyện nhằm hướng tới vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau tại Trung Quốc. Bất chấp thời tiết mưa lạnh tại Hà Nội thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn ra sân tập luyện như bình thường. Và trong ngày hôm nay, U23 Việt Nam cũng nhận được tin vui khi chấn thương của Công Phượng trong buổi tập ngày hôm qua không có chuyển biến xấu và anh đã quay trở lại tập luyện, mặc dù vẫn phải tập riêng. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt ở thủ đô những ngày cuối năm, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tập luyện rất hăng say. Sau chấn thương trong buổi tập chiều qua của Công Phượng, người hâm mộ và toàn bộ ban huấn luyện đã thực sự cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, theo như thông báo mới nhất, cầu thủ người xứ Nghệ vẫn đang được tập riêng với các bác sĩ và mức độ chấn thương không quá nghiêm trọng. Trong khi đó, thủ môn Phí Minh Long bị chấn thương xương đòn vai với mức độ nhẹ và vẫn đang được theo dõi hồi phục. Tuy nhiên, khả năng góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết sắp tới vẫn đang bị bỏ ngỏ. Ở một diễn biến khác, sự trở lại của hậu vệ A Hoàng hay phần nào là sự phục hồi đến 90% của trung vệ Bùi Tiến Dũng câu lạc bộ Viettel đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo yên tâm hơn phần nào. Theo kế hoạch, vào sáng ngày mai 29 tháng 12, toàn đội sẽ tham dự buổi lễ xuất quân tại trụ sở VFF và lên đường sang Trung Quốc vào ngày 1 tháng 1 tới. Tại đây, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ có một trận đấu giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4 tháng 1 và có trận đấu đầu tiên gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 1. Trong suốt một tuần qua, có rất nhiều thông tin liên quan đến việc chân sút chủ lực của câu lạc bộ Hà Nội là Hoàng Vũ Samson sẽ chuyển sang Thái Lịch thi đấu. Và mới đây, huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội, ông Chu Đình Nghiêm đã phải lên tiếng về tin đồn này. Đây cũng là thông tin cuối cùng của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Sau nhiều tin đồn xoay quanh việc cầu thủ nhập tịch đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội là Hoàng Vũ Samson sẽ chuyển sang thi đấu tại Thái Lịch, mới đây, theo chia sẻ của huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ là ông Chu Đình Nghiêm, tin chuyển nhượng này là hoàn toàn không chính xác. Hoàng Vũ Samson đã có 6 mùa giải chơi bóng cho câu lạc bộ Hà Nội, cùng với đội chủ sân hàng đấy, anh đã có 2 chức vô địch V-League vào các năm 2013 và 2016, 4 danh hiệu Á quân V-League vào năm 2011, 2012, 2014 và 2015. Ngoài ra còn có siêu cúp quốc gia vào năm 2010. Samson cũng là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử 17 năm V-League với 133 bàn thắng. Cá nhân chân sút sinh ra ở Nigeria này cũng đã có cho mình 2 mùa giải giành danh hiệu vua phá lưới vào các năm 2013 và 2014. Ở một diễn biến khác, sáng nay người hâm mộ bóng đá thủ đô đã chính thức chia tay với trung vệ Alvaro Silva. Cựu cầu thủ người Malaga đã nhận được nhiều kỳ vọng khi gia nhập đội bóng thủ đô ở đầu mùa giải V-League 2016 với một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, do đội bóng thủ đô không tham dự giải châu Á nên cầu thủ có quốc tịch Philippines này đành phải chia tay câu lạc bộ sau một năm gắn bó. Bến đỗ tiếp theo của trung vệ này sẽ là Sukhothai Football Club, một đội bóng đang thi đấu ở Thái Lịch.